Aquí. Hello, xin chào các bạn nhé. Thì ở video ngày nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách mà mình vệ sinh cũng như là bảo vệ những đôi giày của mình như thế nào. Thì nhắc lại một lần nữa, đây là cách của mình nhé. Thì đầu tiên thì về cái cách mà mình vệ sinh giày, thì những dụng cụ mà các bạn cần phải chuẩn bị đó là một chậu nước. Các bạn lấy một lượng nước vừa đủ thôi nhé. Một cái bàn chải chuyên dụng để đánh giày. Thì mình khuyên các bạn là nên dùng những bàn chải chuyên dụng nhé. Vì cái sợi lông ở trên này nó mềm, không làm hỏng những cái đôi giày của các bạn. Và tiếp theo nữa là một cái chai mà dung dịch vệ sinh giày chuyên dụng. Thì mình dùng của Jason Mark nhé. Thì các bạn đừng có hỏi cái lắp này nó ở đâu nhé. Thì mình vừa mới vặn thế là nó bị gãy. Bây giờ mình đang dính ở ngoài kia, đợi nó khô. Và tiếp theo nữa là các bạn chuẩn bị một cái khăn cho mình. Thì lựa chọn cái khăn như nào thì các bạn nên mua những cái khăn mà nó mềm, cái vải nó mềm. Và khi lau ấy, nó sẽ không để lại những cái lông ở trên đôi giày, tránh làm bẩn cái đôi giày của các bạn. Và một cái tiếp theo nữa nó là một cái, đây là một cái chai dung dịch mà vệ sinh cho đôi giày mà không bị mùi cũng như là bị mốc. Và một cái nữa thì cũng là một cái chai mà diệt khuẩn. Thì các bạn, cái chai này thì các bạn dùng cũng được mà không dùng cũng được. Còn chai này thì mình thường xuyên mình dùng nhé. Thì đấy là cái cách mà mình vệ sinh, mà một cái những cái dụng cụ mà mình vệ sinh. Và cái những cái dụng cụ mà mình để bảo vệ đôi giày khi mình đi cũng như là mình cất, thì đầu tiên là hai cái miếng sushi. Thì khi mình không đi nữa thì mình sẽ nhét hai cái này vào để cho nó giữ được cái form của đôi giày, nó không bị hỏng. Và khi mình sử dụng ấy thì mình sẽ dùng hai cái miếng lót mũi giày như thế này. Thì cái tác dụng của hai miếng này ấy, nó sẽ làm cho đôi giày của bạn nó, cái mũi nó cứng hơn, khi đi nó sẽ không bị gãy, nó sẽ giữ được cái mũi giày không bị nhăn cái da ở trên cái mũi. Thì đối với những bạn nào mà lần đầu đi ấy, thì sẽ cảm thấy là nó hơi cứng chân ấy, nó giống kiểu dạng cái dây bảo hộ của các bạn ấy, cái mũi nó rất là cứng đó. Thì thật ra thì khi bạn dùng cái này rồi ấy, các bạn không cần dùng cái này nữa cũng được, bởi vì cái mũi giày ấy nó đã được cố định rồi. Nhưng mà mình khuyên các bạn là vẫn nên dùng cái này nhé, bởi vì ngoài việc mà giữ cái form cái mũi giày bị không bị gãy ra, thì nó cũng giữ cái form của bạn, cái form giày của bạn nó không bị mất đi cái form đấy. Đấy là hai cái dụng cụ mà mình hay sử dụng. Thì ngay sau đây thì mình sẽ chia sẻ với các bạn và cách cả mình vệ sinh một đôi giày mà mình đã đi và khi mình mới mua về nhé. Bây giờ mình sẽ đội mũ vào để cho giống anh đánh giày. Ok, thì mình sẽ bỏ những cái dụng cụ này xuống nhé để cho nó rộng. Thì mình mới đặt một đôi giày ở trên LKR Dan về. Thì đôi giày này mình mua với giá là 9 sen nhé. Đã sử dụng mã giảm giá. Thì đôi giày này mình nhìn trên ảnh thì khá là đẹp. Đôi giày này ra mắt mình không nhớ không nhầm là hình như là 24 tháng 5 thì phải. Nó có một phiên bản cổ mít nữa. Nhưng mà mình định mua cả hai phiên bản, một phiên bản cổ thấp và một phiên bản cổ lửng, gọi là cổ mít ấy. Thì nhận được một thông báo các bạn, sau khi mình đặt xong đôi giày này thì mình thanh toán xong và mình về công ty, mình nhận được một thông báo rất là buồn các bạn. Đó là bọn mình sẽ thất nghiệp từ tháng 6, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày đến hết tháng 8. Nhớ 30 tháng 8 hay 31 tháng 8 thì mình không nhớ lắm. Thì mình đã, sau khi nghe thông tin thì mình đã hủy cái đặt đôi giày kia.
bởi vì mặc dù vẫn được được phần trăm lương nhưng mà chỉ đủ ăn thôi, nên là mình chỉ đặt một đôi thôi. Thì có bạn nào mà bị dịch mà bị nghỉ không nhỉ, có thể để lại comment ở phía bên dưới cho mình biết nhá, anh em thông cảm cho nhau. Rồi thì bây giờ mình sẽ mở cái đôi giày này ra xem nó có đẹp ở như trong ảnh không, bởi vì bình thường mà mình mua những đôi nào mà trên ảnh nhìn không đẹp lắm thì về về nhà lại rất đẹp, còn những cái đôi nào mà đẹp thì mình cũng chưa biết, mong là nó đẹp hơn trong ảnh. Da khủng quá. Bạn thông cảm đeo được da bị cồn. Ok. Vẫn là những cái giấy mà cố định hộp giày quen thuộc thôi. Và đây đôi giày của chúng ta. Lát nữa mình sẽ chụp ảnh và mình đăng lên trên SLKR đăng. Các bạn nào mua mà thấy ảnh mình nhớ thả tim nhé. Thì đây là đôi giày. Cái hộp thì cũng vẫn như vậy thôi. Nhưng mà mình phát hiện một cái là làm mình bực mình rồi đấy các bạn, đó là bị tước mất một một góc, làm hỏng cả cái hộp giày, cay thật. Thì ở bên ngoài thì hộp giày thì cũng như vậy thôi, bên này là thông tin của giày nhé, size 8US và 26 cm, mặt trên là hình Jordan màu vàng in chìm. Thì bên trong vẫn là cái gói, đây gói gồm rất nhiều chữ 23, một cái thẻ cảm ơn của SLK được đang để sang bên này, và đây là đôi giày của chúng ta các bạn ơi. Đây là đôi Nike Jordan 1 phiên bản cổ thấp phiên bản Tropical Tweed, mình không biết mình có đọc đúng không nhé, các bạn thông cảm. Thì thật sự nó, trời ơi, mình bực mình cái ông là bán hàng thật luôn đấy, đôi giày nó bẩn thiệt thiệt sự luôn. Các bạn thấy nó rất nhiều mấy cái, không, ta chắc không rõ nhưng mà nó có rất nhiều mấy cái lông bẩn ở trên đấy. Đây là đầu tiên mình đặt đôi giày mà nó bị bẩn, nó bị mấy cái lông bẩn như thế. Thì không sao, thì lát nữa mình sẽ vệ sinh. Thì đây là đôi bên chân trái và đây là một đôi bên chân phải. Thì cái hộp giày này nó bị thiếu mất một cái sticker để dán, rồi không sao, để mình đang vứt. Đây là đôi giày thật sự rất đẹp luôn các bạn ơi, đẹp bạn nhái luôn. Thì đôi giày này được sản xuất ở Trung Quốc các bạn. Ngay đây nó có một cái hở khá là to, nhưng mà chắc không sao đâu, bởi vì cái phần này nó lôi lên nhiều quá, mình nghĩ vậy. Thì nhìn tổng thể đôi giày này thật sự rất là đẹp luôn các bạn, đẹp thực sự luôn đấy, không phải đẹp, gọi là đẹp xuất sắc luôn, nhìn đẹp hơn trong ảnh nữa. Phần đế là màu xanh nhá, đây mình không biết gọi là màu xanh gì á. Thì đôi giày này nó có phối màu chủ đạo là màu đen và màu xanh, cái đế màu xanh luôn. Đây là hai miếng sữa, miếng miếng lót ở trong giày nhé. Đây mình lót giày. Giờ mình sẽ bỏ ra. Thì bây giờ mình sẽ vệ sinh một bên trước để các bạn xem nhé. Thì đầu tiên mình sẽ tháo dây giày.
Ok, và bây giờ mình đã tháo xong cái một bên giày nhá. Thì bây giờ mình mới tháo ra, mình để ý là ở trên cái mũi này, cái phần mà luồn dây nó có một số, đó số 23 nhá. Chứ các bạn không thấy tối. Đó, các bạn thấy một cái số ở trên này không? Thì nhìn sơ qua thì cái mình không đánh giá cao cái phần hoàn thiện. Bọn Trung Quốc các bạn. Hoàn thiện Trung Quốc. Việt Nam vẫn là hoàn thiện ok nhất. Ok, thì bây giờ mình sẽ vệ sinh qua cái đôi giày này nhé. Đầu tiên các bạn lấy một số nước cũng và đổ một ít cái dung dịch vệ sinh vào nhé. Các bạn đổ vừa đủ thôi. Ôi, hơi nhiều. Sau các bạn đánh lên. Các bạn để ý là các bạn vẩy khô cái bàn chải nhé. Rồi các bạn tiến hành đánh. Thì đầu tiên mình sẽ đánh cái phần ở trên giày trước. Bình thường mình sẽ đánh theo cái hình vòng tròn ấy, để vệ sinh cái đôi giày nó sạch hơn. Thì đối với những đôi giày mới mua thì mình thường sẽ mình tháo dây để mình vệ sinh nó sạch nhất có thể. Còn những đôi mà mình đi bình thường ấy thì mình sẽ không tháo dây nhé, mình chỉ vệ sinh ở ngoài thôi. Thì đôi giày nó cũng là giày mới, không có vết bẩn nào, nó chỉ là kiểu bám với cái bụi thôi. Nên là không cần trải kỹ quá. Sau đây mình sẽ đánh cái phần đế của đôi giày. Cái màu này thật sự rất là đẹp các bạn ạ. Cái màu màu xanh này. Thì cái màu này gọi là màu xanh ngọc, có đúng không nhỉ? Bạn biết đây màu xanh gì thì có thể để lại bình luận nhé. Ok, sau đó mình sẽ đánh cái phần lưỡi. Ok, để mình đánh xong một, mình đã vệ sinh xong một bên giày. Sau đó mình sẽ lấy cái khăn để mình lau đi. Các bạn hoàn toàn có thể dùng cái dung dịch này để các bạn giặt giày nhé. Thì cái này thì nó sẽ không, các bạn tráng một lần, các bạn tráng lớp một lần, đối với những đôi giày vải ấy, là nó sạch rồi, các bạn không cần tráng lại lớp thứ hai nữa, bởi vì nó không bị đọng lại bọt ấy. Mình thường hay mình dùng để mình giặt cái đôi giày chạy của mình, nó vừa sạch và nó nhanh nữa. Sau khi mình lau xong thì mình lại mới phát hiện ra một cái nữa. Đó là cái phần mũi giày cũng như cái phần má giày này, bên ngoài cũng lẫn và bên trong ấy. Và cái phần chữ Nike này, cái phần ký hiệu Nike này, cái phần suit này nó không phải bằng da các bạn ạ. Sờ nó dạng kiểu mấy miếng gọi như nào nhỉ? Thật sự không biết phải gọi cái này nó là cái gì luôn ấy. Nhưng mà nó không phải da nhé. Cái da thì chỉ là cái phần màu đen này thôi. Còn cái này thì nó không phải là da. Nó dạng kiểu như kiểu một chất liệu dạng nỉ các bạn. Và sao mình thấy nó dính mấy cái lông.
Đấy, cho nên là mình khuyên các bạn nên dùng những cái khăn mà khi mà lau ấy nó không bị dính, để lại một cái lông nhé. Đó, sau khi mà vệ sinh xong thì mình sẽ dùng đến chai này, giúp cái lá chai này giúp diệt khuẩn. Thì mình sẽ xịt, các bạn xịt nhớ xịt tầm cách khoảng 20 phân nhé. Ok. Sau khi xịt xong thì các bạn để một lúc. Rồi các bạn thật sự đôi mới thì cũng không cần dùng cái này đâu, nhưng mà mình hướng dẫn các bạn mình chia sẻ cái mà mình vệ sinh những đôi mình đi rồi ấy, thì mình sẽ dùng cả cái chai này nữa. Thì mình sẽ xịt để tránh bị ẩm mốc cũng như là mùi của đôi giày. Các bạn xịt cũng cách khoảng tầm 20 phân. Ok. Thì thật sự cái mình không biết phải nói nào, nhưng mà cái chất lượng cái hoàn thiện của đôi giày này ấy, thật sự nó đẹp, nhưng mà các bạn biết cái hoàn thiện của Trung Quốc rồi đấy. Thì sau khi mà các bạn lau xong thì các bạn phải để một lúc nhé, cho nó khô, nó khô cái phần cái dung dịch ở bên trong ấy. Vì không có nhiều thời gian nên là mình sẽ dùng máy sấy nhé. Thì vì các bạn đợi mình để mình lấy. Mình sấy mình sẽ dùng ở chế độ nóng nhé, có hơi nóng. Và các bạn đừng có sấy lâu quá nhé, thì nó sẽ bị không tốt cho đôi giày. Thì sấy hơi nóng nó cũng là một cái cách để diệt khuẩn. Ok, sau khi sấy xong ấy thì mình sẽ sử dụng đến cái này. Đây là cái mà để giữ cái form giày khi mình đi. Thì đây là cái bên chân phải. Rồi. Mình sẽ nhét vào trong giày. Ok, sau khi nhét xong các bạn thấy này, cái form giày nó sẽ không bị gãy nữa. Các bạn thấy không? Nó khá là cứng. Nó giữ cho cái form giày không bị lệch đi khi các bạn sử dụng. Thật ra thì cái lưỡi này ấy, nó phù hợp với những đôi kiểu như Nike Air Force One ấy, cái loại đấy, về cái mũi nó sẽ rộng hơn. Còn đôi này thì cái mũi nó sẽ kiểu hơi hơi nhọn vào, nó thon hơn, nhưng mà mình thấy dùng thì cũng vẫn được thôi, không không bị ảnh hưởng gì cả. Đó, sau khi nhét xong thì các bạn sử dụng đến cái Suchi này nhá. Thì bình thường mình đối với đôi này mình sẽ để khoảng lớp thứ sáu hoặc lớp thứ năm đó, sau mình nhét vào.
bạn thấy là cái mũi nó sẽ cứng lên rất là nhiều. Nó sẽ giữ được cái form của đôi giày hơn ấy. Đó, sau khi mà vệ sinh xong thì các bạn cột dây giày vào. Thì mình nghĩ là mình sẽ thay dây màu giống cái màu đế của đôi giày này cho nó hợp hơn. Vậy nên là mình sẽ không thắt vào nhé. Thì mình sẽ thay một cái dây mới. Cái dây này mình sẽ bỏ sang một bên. Thì cái phần cái bên tiếp theo thì các bạn vệ sinh cũng như vậy thôi. Thì mình video thì cũng khá là dài rồi nên là mình chỉ vệ sinh một bên thôi nhé. Sau đó các bạn không cất, sau khi vệ sinh xong thì các bạn không cất vào tủ, à không cất vào hộp giày cũng như tủ giày ngay. Mà các bạn để ở ngoài nhé, cho nó bay hết những cái hơi nước đi. Không được phơi ngoài nắng nhé, các bạn để những chỗ thoáng mát thôi. Sau khi mà nó khô rồi ấy, thì các bạn nhét nó vào, thì các bạn bắt đầu mình để vào trong hộp cũng như tủ giày của các bạn nhé. Thì đấy là cách bảo vệ giày của mình. Thì nói lại một lần nữa, cái đôi giày này thực sự rất đẹp các bạn ạ. Thì ở video tới mình sẽ nói qua về đôi giày này cũng như là cái mình sẽ thử một cái outfit nào đó để xem có hợp với đôi giày này không. Ok. Đó, đấy đây thì đây là toàn bộ cái video của mình. Các bạn nhớ like ủng hộ cũng như comment ở phía bên dưới để kênh có thêm nhiều tương tác hơn nhé, cũng như là đăng ký kênh giúp mình để kênh của mình phát triển hơn. Bây giờ đang dịch đói các bạn thất nghiệp rồi thì cũng chỉ mong các bạn ủng hộ cũng như là chia sẻ kênh để nhiều người biết tới hơn. Và đây là cái video mình chia sẻ về cách vệ sinh giày của mình. Hy vọng cái video này nó hữu ích cho những bạn nào mà muốn bảo vệ cái đôi giày của mình lúc nào cũng sạch đẹp và như mới. Thì video của mình đến đây là hết. Nhắc lại một lần nữa, đôi giày này rất là đẹp các bạn. Các bạn nếu mà các bạn có tiền phải thì hãy mua luôn đôi này nhé. Đôi này nó khá là rẻ. Rồi, video của mình đến đây là hết. Lòng quá các bạn ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Bye bye.